Xin mến chào cô chú và anh chị. Mình tên là Quốc Cung, ở thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Hôm nay mình tiếp tục làm thêm một cái video nữa để giới thiệu đến cô chú anh chị một số phôi linh sam. Hôm nay là linh sam siêu bông cô chú anh chị. Hôm nay là vào ngày cuối tháng Tây, ngày lễ 30 tháng 4 thì mình làm cái lô này để chương trình khuyến mãi của chú anh chị. Mình bán khuyến mãi ngày lễ của chú anh chị, rất mong được sự ủng hộ của chú anh chị nha. Hôm nay mình bán giảm giá để khuyến mãi ngày lễ cho cô chú anh chị ủng hộ mình. Số điện thoại của mình là 0979 309 131. Số đó cũng là số Zalo của mình luôn nha cô chú anh chị. Rất mong được sự ủng hộ của cô chú và anh chị. Hôm nay mình làm cái lô này là lô chữ K nha cô chú anh chị. Lô chữ K gồm có 60 phôi cô chú anh chị. 60 phôi linh sam. Linh sam siêu bông, bông màu tím. Bông màu tím như vậy nè cô chú anh chị. Bông màu tím cô chú anh chị. Bông màu tím đậm cô chú anh chị. Hôm nay là ngày lễ cuối tháng, lễ 30 tháng 4 mình làm cái lô này là bán khuyến mãi giảm giá cô chú anh chị. Và mình cũng có review thêm một cái cây sam nữa. Đây là sam núi, sam rất là già. Cây rất là già cô chú anh chị. Cây này là mình review thêm một cây sam núi nha cô chú anh chị. Cây rất là già. Cây này nó già, nó lũa thân nè cô chú anh chị. Mà nó phát triển rất là tốt, bộ đế rất là đẹp. Bộ đế chảy rất là đẹp. Bông nè cô chú anh chị. Đang chỗ bông luôn. Nó đang chỗ bông nè. Cái này sam núi. Cái cũ nha anh, đo cái cũ ơi. Đo cái cổ thân luôn. Cái cũ là 56 á cô chú anh chị. 50. Cái cổ thân là 50. Tổng chiều cao là 47. 76. Cái rộng tàn là 76. Cây này rất là già cô chú anh chị, già nó xù xì nha. Bộ đế rất là đẹp. Nguyên một củ, nguyên một khối đặc luôn á cô chú anh chị. Cây rất là lớn nha. Cây này mình đổi lại cái chậu chậu dĩa, nên chậu dĩa rất là đẹp. Ngưng đó nè. Cây này cô chú anh chị nó già, nó lũa. Nhưng mà mấy cái gỗ lũa này nó không có bị mục đâu cô chú anh chị. Nó rất là chắc. Cái gỗ nó sành đá trên luôn cô chú anh chị. Cây sam núi nha cô chú anh chị. Nó đang chỗ bông. Đang chỗ bông rất là rực rỡ. Bông màu tím rất là đậm. Màu tím cô chú anh chị. Chỗ bông màu tím này nó mới nhóm chỗ rồi, nó còn nhiều nụ lắm cô chú anh chị. Nó đang búp nụ rất là nhiều. Cây quá trời đẹp luôn. Cây quá trời lớn. Rất là già. Bộ đế quá trời đẹp luôn. Cây này mình giao lưu giá 2 triệu thôi cô chú anh chị. Giá 2 triệu thôi bông mà cô chú anh chị. Bông rất là đẹp. Bông nó ra bông chùm á cô chú anh chị. Bông chùm, bông màu tím. Bông màu tím á cô chú anh chị. Giá 2 triệu cô chú anh chị. Sam này sam núi cô chú anh chị. Cái gỗ quá trời luôn. Bồ đế quá đẹp. Bồ đế quá đẹp luôn cô chú anh chị. Cây rất là xù xì. Bồ đế luôn. Bộ đế phải nói là đẹp cực kỳ luôn. Sam núi nha cô chú anh chị. Giá 2 triệu thôi. Bao phí ship nha cô chú anh chị. Này mình không có ship chậu nha cô chú anh chị. Giờ mình vô đây để giới thiệu đến cô chú anh chị là 60 phôi linh sam siêu bông. Hôm nay gồm có 60 phôi linh sam siêu bông nha cô chú anh chị. Hôm nay mình bán giá khuyến mãi. Ngày lễ mình bán giá khuyến mãi của chú anh chị ơi. Đầu tiên là cây số 1. Đứng anh đứng bên đó này. 33. Cái cũ là 33. 19. Cái thân là 19. 50. Chiều cao là 50. Cây số 1, cây dáng trực siêu. Cây dáng trực siêu. Cây này mình giao lưu với giá là 250.000 bao phí ship. 250.000 bao phí ship của chú anh chị mã số 1. Hôm nay mình sale giá, mình giá khuyến mãi của chú anh chị. Giá khuyến mãi, giá ngày lễ của chú anh chị. 32. Chiều cao mã số 2 là 32. 29.
Cái cũ là 29. Cái thăng là 17. Cái này mình giao lưu giá là 200.000 bao phí ship của chú anh chị. 200.000 mã số 2 bao phí ship. Tiếp tục là mã số 3, một cây dáng trực, cây rất là lớn, cũ rất đẹp. 28. Chiều cao 28, cây này cũ quá đẹp luôn. 29. Cái cũ 29. 21. Cái thăng 21. Cây này cũ quá đẹp luôn. Cây này mình giao lưu giá 250.000 của chú anh chị. 250.000 bao phí ship. Chỉ có duy nhất ngày lễ mình mới bán giảm giá này nha cô chú anh chị. Qua lễ mình bán lại giá bình thường, giá thông thường nha cô chú anh chị. 34. Chiều cao 34. 30. Cái cũ 30. 21. Cái thăng 21, cây này dáng trực siêu hồi đầu, cây rất đẹp cô chú anh chị. Cây này giao lưu giá 250.000 bao phí ship. Hôm nay mình giảm giá cô chú anh chị, giảm gần phân nửa giá do ngày lễ nha cô chú anh chị. Qua lễ mình bán lại giá bình thường nha cô chú anh chị. 43. Chiều cao là 43. 25. Cái cũ 25. 17. Cái thăng là 17. Cây này mình giao lưu với giá là 180.000 bao phí ship. 180.000 miễn phí ship cô chú anh chị. Duy nhất chỉ có ngày lễ mình mới bán giá này nha cô chú anh chị. 30. Chiều cao 30, mã số 6. 23. Cái cũ 23. 6. Cái thăng là 16. Một cây dáng trực rất là đẹp. Cây này giao lưu giá 200.000 bao phí ship. 200.000 miễn phí ship của chú anh chị. Giá 200.000 bao phí ship. Giá khuyến mãi mà ngày lễ nha cô chú anh chị. Ngày lễ 30 tháng 4 mình bán giá khuyến mãi, giảm giá. 27. Chiều cao 27, mã số 7. 33. Cái cũ 33. 22. Cái thăng đại diện 22. Cây này mình giao lưu giá là 180.000 bao phí ship. Cây dáng trực phụ tử giá 180.000 bao phí ship. Hôm nay giá khuyến mãi nha cô chú anh chị. 40. Chiều cao 40, mã số 9. Ô, mã số 8. 35. Cái cũ dài 35. 14. Cái thăng 14. Cây này mình giao lưu giá là 150.000 miễn phí ship. Một cây dáng trực siêu, siêu phong hồi đầu giá 150.000 bao phí ship của chú anh chị. Hôm nay mình bán giá này là chỉ lấy tiền công, tiền phí thôi nha cô chú anh chị. Chỉ đủ tiền công, tiền phí cây thôi cô chú anh chị, tặng cây của chú anh chị đó, chơi cho vui. Chiều cao là 62. 35. Cái cũ 35. 21. Cái thăng 21, một cây dáng trực. Một cây dáng trực của chú anh chị, cây này mình giao lưu giá là 250.000 miễn phí ship. Cây rất là lớn, rất là cao, giá rất là rẻ. Hôm nay giá khuyến mãi. Giá khuyến mãi ngày lễ của chú anh chị. Tiếp tục mã số 10. 17. Một cây lùng lực, chiều cao 17. 26. Cái thăng 20, cái cũ 26. 15. Cái thăng 15, một cây dáng trực lắc lùng lực. Cây này giao lưu giá là 170.000 miễn phí ship. 170.000 miễn phí ship của chú anh chị. Tiếp tục mã số 11. Mã số 11, một cây dáng trực siêu. 27. Chiều cao 27. 28. Cái cũ 28. 17. Cái thăng 17. Cây này mình giao lưu với giá là 150.000 bao phí ship của chú anh chị. 150.000 miễn phí ship mã số 11. Tiếp tục mã số 12, một cây dáng trực tầm trung. 76. Chiều cao 76. 26. Cái thăng, cái cũ 26. Cái thăng là 21. Cây này mình giao lưu giá là 250.000 bao phí ship của chú anh chị. Một cây dáng trực, một cây dáng trực tầm trung giá 250.000 bao phí ship. Cây rất lớn, rất là rẻ, mình bao phí ship mà vẫn bao sống nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình cứ yên tâm, mình sẽ bao sống cô chú anh chị. Khi cô chú anh chị chồng cứ trong vòng thời gian 30 ngày mình bảo hành cho cây là 30 ngày cô chú anh chị. 53. Chiều cao 53. 30. Cái cũ 30. 15. Cái thăng 15. Một cây dáng trực siêu, siêu phong hồi đầu. Cây này mình giao lưu giá là 200.000 miễn phí ship của chú anh chị. Dáng trực siêu phong hồi đầu. Bao sống bao ship mà cô chú anh chị. Cô chú anh chị trồng cây cứ yên tâm, mình bao thời gian 30 ngày, nếu cây không phát triển cô chú anh chị gọi điện cho mình, mình sẽ đổi lại cho cô chú anh chị cây khác. 21. Chiều cao 21. 28. Cái cũ 28. 21. Cái thăng 21. Mã số 14 mình giao lưu với giá là 200.000 bao phí ship, một cây dáng trực.
mình bán giá khuyến mãi nhưng mà mình vẫn bao sống bao ship nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị yên tâm, tại ngày lễ mình bán giảm giá cho cô chú anh chị vui chơi. 29 chiều cao, 29 luôn, cái cũ 29 luôn, 17. Cái thân 17, mã số 15 mình giao lưu giá 180.000 bao phí ship, 180.000 miễn phí ship của chú anh chị. Hôm nay ngày lễ mình bán bao sống bao ship của chú anh chị, mình bán giảm giá của chú anh chị. Chú anh chị cứ yên tâm. Chiều cao 35. 32 à, chiều cao 32. 32 luôn. Cũng. Cái cũ 32. 19. Thân đại diện 19. Một cây dáng trực. Một cây dáng trực phụ tử. Cây này mình giao lưu với giá là 200.000 bao phí ship của chú anh chị, cây rất là lớn. Giá 200.000 miễn phí ship. Tiếp tục là mã số 17. Mã số 17 một cây dáng trực tầm trung. 58. Chiều cao 58. 52. Cái cũ 22. Cái thân là 17. Một cây dáng trực tầm trung của chú anh chị, cây này mình giao lưu với giá là 180.000 bao phí ship. Cây lớn giá rẻ của chú anh chị. Bao sống bao ship của chú anh chị, cô chú anh chị mình yên tâm nha, không phải mình bán giá rẻ mà không bao sống nha, mình bao sống đàng hoàng của chú anh chị cứ yên tâm. Chiều cao 33. Cái cũ 35. Cái thân 16. Cây này mình giao lưu với giá 200.000 bao phí ship của chú anh chị. Bao phí ship của chú anh chị. Cây hôm nay mình đã chét keo trên đầu cây hết rồi, cô chú anh chị yên tâm ha. Theo lời yêu cầu của khách hàng mình chét keo trên đầu cây cho cô chú anh chị ha. 47. Chiều cao 47. 31. Cái cũ 31. 19. Cái thân 19. Một cây dáng trực siêu. Cây này mình giao lưu giá 200.000 bao phí ship của chú anh chị. Cây rất là lớn, rất là già. Bao phí ship của chú anh chị. Bao sống bao ship luôn nha cô chú anh chị. Mình bán giá khuyến mãi thôi chứ không phải là hôm nay mình bán giá rẻ để bán phát hàng nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình yên tâm, mình vẫn bao sống và bao ship cho cô chú anh chị. 62. Chiều cao 62. 33. Cái cũ 33. 33. Cái thân 23, một cây rất là lớn của chú anh chị, cây này quá lớn, cây dáng trực rất là đẹp. Cây này mình giao lưu giá 300.000 bao phí ship của chú anh chị. Giá 300.000 cây quá lớn. Mã số 20 giá 300.000 bao phí ship, cây dáng trực cao. Tiếp tục mã số 21 cây dáng trực siêu. 34. Chiều cao 34. Cái cũ 32. 16. Cái thân 26. 16. 16. Thân 16. Cây này mình giao lưu với giá là 170.000 bao phí ship. Cây dáng trực siêu, trực bay đó cô chú anh chị. Giá 170.000 bao phí ship. Tiếp tục mã số 22, một cây dáng trực lắc. Nó lắc rất là đẹp cô chú anh chị. 38. Chiều cao 38. 25. Cái cũ 25. 16. Cái thân 16. Cây này mình giao lưu giá 150.000 bao phí ship của chú anh chị. 150.000 miễn phí ship của chú anh chị. Số điện thoại của mình là 0979309131 của chú anh chị. Số đó cũng là số Zalo của mình. Một cây dáng trực tầm lùng lực. 29. Cái ca chiều cao 29. 32. Cái cũ 32. 23. Cái thằng 23, cây rất là lớn của chú anh chị. Cây này mình giao lưu giá là 250.000 bao phí ship. 250.000 miễn phí ship. Tiếp tục là mã số 24. Hôm nay giá rất là rẻ cô chú anh chị hãy ủng hộ mình mạnh mạnh tay nha cô chú anh chị. 54. Chiều cao 54. 32. Cái cũ 32. 18. Cái thân 18. Một cây dáng trực siêu phong hồi đầu, cây rất đẹp. Cây này giá 250.000 bao phí ship của chú anh chị. 250.000 miễn phí ship. Chỉ có ngày lễ mình mới bán giá này nha cô chú anh chị. Qua lễ mình bán lại cái giá bình thường như mọi ngày nha cô chú anh chị. Chiều cao 50, một cây dáng bay. 44. Cái cũ 44. 16. Cái thằng 16, một cây dáng bay rất là già, rất là lượng lách. Cây này mình giao lưu giá 200.000 bao phí ship của chú anh chị. Giá 200.000 miễn phí ship. Mình bao sống bao ship của chú anh chị yên tâm ha. Cây này vẫn là cây mới không nha cô chú anh chị. Cây rất tươi mới. Chiều cao nha. 46. Chiều cao 46. Cái cũ 29. 16. Cái thân 16, cây lượng lách, cây trực siêu. Nó lắc lượng 3D luôn cô chú anh chị. Cây này mình giao lưu giá 200.000 bao phí ship. Bao phí ship của chú anh chị. Khách hàng nào đã từng mua cây của mình đó cứ yên tâm ha.
Mình bao sống bao ship khách hàng nha khách hàng. 40. Chiều cao 40. 30. Cái cũ 30. 24. Cái thằng 24. Một cây dáng trực. Cây rất là lớn, rất là già. Cây của chú anh chị, cây quá đẹp luôn. Cây này giao lưu giá 300 ngàn bao phí ship. Mã số 27 có giá 300 ngàn bao phí ship. Tiếp tục mã số 28, một cây lớn nữa cô chú anh chị ơi. 50. Chiều cao 50, một cây dáng trực, trực siêu. 33. Cái cũ 33. 21. Cái thằng 21. Quá lớn, cây này quá lớn. Cây này mình giao lưu với giá là 300 ngàn luôn cô chú anh chị. 300 ngàn bao phí ship. Bao phí ship cô chú anh chị. Hôm nay lễ cô chú anh chị ơi, giá rất là rẻ cô chú anh chị. Mình bán giá khuyến mãi cô chú anh chị, mình ủng hộ mình nha. Qua lễ mình bán lại cái giá mình thông thường như mọi ngày của chú anh chị. 41. Chiều cao 41. 23. Cái cũ 23. 17. Cái thân 17. Một cây dáng trực nè của chú anh chị. Dáng trực siêu nè của chú anh chị. Cây lắc quá trời đẹp luôn à. Cây đóng chân cành đẹp lắm. Cây này mình giao lưu giá 200 ngàn thôi của chú anh chị. Giá 200 ngàn. Giá phiếu mãi của chú anh chị. Lô này là lô chữ K nha của chú anh chị. 35. Chiều cao 35. Cái cũ 25. Cái thằng là 18. Một cây dáng trực siêu. Cây này giao lưu giá là 160 ngàn bao phí ship. 160 ngàn miễn phí ship của chú anh chị. Giá khuyến mãi của chú anh chị. Lô này lô chữ K nha của chú anh chị. Tiếp tục là một cây dáng trực. Dáng trực lùng lực của chú anh chị. Mã số 31. Chiều cao nha. 19. Chiều cao 19 của chú anh chị. 25. Cái cũ 25. Cái thằng nha. 18. Cái thằng là 18 của chú anh chị. Một cây dáng trực lắc. Cây này mình giao lưu với giá 180 ngàn bao phí ship của chú anh chị. Mã số 31 giá 180 ngàn, cây rất là lớn. Tiếp tục mã số 32. 32 một cây dáng trực siêu. 46. Chiều cao 46. 30. Cái cũ 30. 18. Cái thân là 18. Một cây dáng trực siêu của chú anh chị. Cây này dáng trực siêu nha. Cây này mình giao lưu giá 200 ngàn bao phí ship. 200 ngàn bao phí ship của chú anh chị. Cây đó nó có bị lũa ngay cái chỗ gốc chút xíu của chú anh chị. Tiếp tục mã số 33. Một cây dáng trực hồi đầu của chú anh chị. 21. Siêu phong hồi đầu. Chiều cao 21. 20. Cái cũ 20. 14. Cái thân 14. Cây này rất là quái của chú anh chị. Cái thân nó là giọng chữ C á của chú anh chị. Cây này mình giao lưu với giá là 160 ngàn. Mã số 33. 160 ngàn mã số 33. Cây rất là quái. Giá khuyến mãi nha của chú anh chị. Mình bao sống bao ship. Cô chú anh chị nào về trồng cây mà trong thời gian mà 25 đến 30 ngày cây không có phát triển thì cô chú anh chị cứ chụp hình gửi Zalo cho mình đổi cho cô chú anh chị cây khác. 57. Chiều cao 57. 25. Cái cũ 25. Cái thằng là 17. Một cây dáng trực tàn đa của chú anh chị. Cây này mình giao lưu giá 200 ngàn bao phí ship. 200 ngàn bao phí ship. Cô chú anh chị mua cây của mình cứ yên tâm. Cây có chết, có bị chết gì đó. Cô chú anh chị mình được đổi lại ha. 45. Chiều cao 45. 22. Cái cũ 22. 15. Cái thằng 15. Một cây dáng trực lắc của chú anh chị, cây rất là đẹp. Cây này giao lưu giá 200 ngàn của chú anh chị. Cây rất là đẹp cây này. Giá 200 ngàn bao phí ship của chú anh chị. Mã số 35 đó. Tiếp tục mã số 36. 34. Chiều cao 34. 33. Cái cũ 33. 17. Cái thằng 17. Cây dáng trực siêu của chú anh chị. Cây này giao lưu giá là 170 ngàn bao phí ship. Cái cũ rất là đẹp. Giá 170 ngàn bao phí ship của chú anh chị. Hôm nay mình bán giá này là mình chỉ lấy tiền tiền công tiền phí thôi nha cô chú anh chị. Tiền công làm và rồi tiền phí ship thôi. Còn cây giống như mình tặng cô chú anh chị vào ngày lễ vậy đó cô chú anh chị. 38. Chiều cao 38. 23. Cái cũ 23. 21. Cái thằng 21. Cây này rất là lớn cô chú anh chị ơi. Cây rất là lớn, cây rất là già. Cây này mình giao lưu với giá là 250 ngàn bao phí ship. Cây này có lũa ở đây chút xíu nè của chú anh chị. 250 ngàn bao phí ship, cây dáng trực. Cây rất là lớn. Giờ xích ra đi anh cho nó sáng sáng, hôm nay tối quá. Ừ.
Tiếp tục là mã số 38, một cây dáng trực lắc. 65. Chiều cao 65, cây này. Hàng cây, cây này nó cao, bậy cây này phải cắt ngang đây nó mới đúng nè. Anh lấy cưa anh cắt ngang đây để cho nó đúng cây này. Mình cắt cái cây này cho dáng trực xích xuống một tí xíu nữa anh. Ờ đúng rồi, cắt ngay đó đi cho đúng mẫu cây luôn. Chút xíu nữa chét keo vô cái đầu cây đó luôn. Đó, cây vậy đó mới là đúng dáng trực lắc đó cô chú anh chị, cây này quá đẹp luôn rồi. Đó, quá đẹp luôn. Đó, thấy chưa? Mình cắt ra rồi mới thấy cái cây nó đẹp cực kỳ. Chỗ này tối quá. 36. Chiều cao 36. 27. Cái củ 27. 22. Cái thân 22. Trời, một cây dáng trực lắc quá trời đẹp luôn cô chú anh chị. Hôm nay giá khuyến mãi cây này mình giao lưu giá 300 ngàn nữa cô chú anh chị. Mình giảm nữa giá tiền cây này cô chú anh chị, 300 ngàn miễn phí ship. Cây quá lớn quá đẹp. Tiếp tục mã số 39. 34. Chiều cao 34. 25. Cái củ 25. 19. Cái thân 19. Cây dáng trực cô chú anh chị. Cây này mình giao lưu giá là 190.000 bao phí ship. 190.000 mã số 39. Bao phí ship. Bao sống bao ship luôn cô chú anh chị. Tiếp tục mã số 40. 53. Chiều cao 53. 26. Cái củ 26. 19. Cái thân 19. Wow, cây con dáng trực của chú anh chị, cây rất đẹp, cây này nó một cốt của chú anh chị. Cây này giao lưu giá 200.000 thôi cô chú anh chị. Mã số 40 có giá là 200.000 bao phí ship. Bao sống bao ship luôn cô chú anh chị. Tiếp tục mã số 41. 30. Chiều cao 30. Cái củ 28. Cái thân 21. Cái đó là anh đo hai thân luôn rồi, đo thân đại diện trên này. Nhiều. Cái thân đại diện là 14. Cây này mình giao lưu giá là 160.000 bao phí ship. 160.000 bao phí ship của chú anh chị. Tiếp tục mã số 42. Mã số 42. Một cái dáng trực, chiều cao 22, cái củ quá lớn. 32. Cái củ 32. 19. Cái thân 19. Cây này mình giao lưu giá 200.000 của chú anh chị, cây quá lớn luôn à, lùng lực. Giá 200.000 bao phí ship. Mã số 42. Tiếp tục mã số 43. Tiếp tục mã số 43, một cây dáng trực bay. 35. Chiều cao 35. 33. Cái củ 33. Cây này rất mạnh của chú anh chị, nó ra mầm chân. 17. Cái thân đại diện 17, cây này ra mầm ra một chân của chú anh chị. Cây này là sống khỏe, rất là mạnh của chú anh chị. Cây này giao lưu với giá 200.000 bao phí ship. Cây dáng trực bay giá 200.000 bao phí ship. Tiếp tục mã số 43. 44. 44, một cây dáng trực của chú anh chị. Mấy cây này là mấy cây nhỏ nhỏ mình bứng vô để mấy ngày trước á cô chú anh chị, của những cái lần trước á thì còn lại nó ra mầm chưa. 34. Chiều cao 34. 27. Cái củ 27. 16. Cái thân 16 là cô chú anh chị thấy không, nó ra rất là mạnh nè, nó ra rất là nhiều luôn. Cây này mình giao lưu giá 160.000 của chú anh chị, một cây dáng trực lắc, chân cành đóng rất là đẹp, giá 160.000. Tiếp tục mã số 45. Mã số 45, một cây dáng bay. Nè cô chú anh chị thấy không? Nó ra nè, nó ra đọt chân. Cây sống rất là khỏe. Cành bay 40. 25. Cái củ là 25. Mọc mầm quá trời nhiều luôn. 14. Cái thân đại diện là 14. Cây này mình giao lưu giá 170.000 của chú anh chị, một cây dáng trực bay. Cây dáng bay giá 170.000. Mã số 45. Tiếp tục mã số 46. 46, một cây dáng sông bay. Sông siêu, sông bay. Chiều ba, cành bay 40. 31. Cái củ 31. 33. Cái thân đại diện 13. Cây này rất nghệ thuật nha cô chú anh chị. Dáng sông siêu, cây này giá 160.000 bao phí ship. 160.000 miễn phí ship của chú anh chị. Bao sống bao ship của chú anh chị nha. Tiếp tục mã số 47, một cây dáng trực tàng đa, cây tàng đa quá đẹp. 25.
Cái cũ 25, ủa chiều cao 25. 21. Cái cũ 21. Cây này đẹp quá. Cây này mình giao lưu với giá 170.000 của chú anh chị. Cây đẹp quá, giá rẻ 170.000 miễn phí ship. Tiếp tục mã số 48. Mã số 48 một cây tàn đa, cây này ra quá trời luôn nữa, mạnh nha. Cô chú anh chị thấy không, nó ra đó. 28. Chiều cao 28. 40. Cái cũ 40. Một cây tàn đa, cây này ra tược non quá trời dày, quá trời nhiều luôn cô chú anh chị. Cây này giao lưu giá là 150.000 bao phí ship. Một cây tàn đa mã số 48. Giá là 150.000 miễn phí ship, bao sống bao ship luôn. Tiếp tục một cây dáng trực cô chú anh chị. 26. Chiều cao 26, cây này cũ quá lớn. 25. Cái cũ 25, 35. 25. 19. Cái thằng đại diện 19, cái cũ 35, thằng đại diện 19 cô chú anh chị, một cây dáng trực cô chú anh chị, cây quá đẹp. Cây này giao lưu giá là 200.000 bao phí ship. 200.000 bao phí ship của chú anh chị. Tiếp tục mã số 50. Mã số 50 một cây dáng trực của chú anh chị. Cây dáng trực lùng lực. Chiều cao 21. 19. Cái thân là 19. Cái cũ nằm sâu rồi cô chú anh chị. Thân trên là nhiêu? Thân trên 14. Wow, cây dáng trực lắc quá đẹp. Cây này giao lưu giá 160.000 bao phí ship. Mã số 50. Mã số 50 có giá 160.000 bao phí ship. Tiếp tục mã số 51. Mã số 51 một cây dáng trực cô chú anh chị. Chiều cao 22. 30. Tổng hình cũ 30. 14. Cái thằng đại diện 14. Một cây dáng trực cô chú anh chị, cây này giao lưu giá 150.000 bao phí ship. Mã số 51. Linh Sam siêu bông cô chú anh chị. Này là linh sam siêu bông, bông màu tím á cô chú anh chị. Tiếp tục mã số 52 một cây dáng trực bay. 25. Cành bay 25. 30. Cái cũ 30. Cái thằng đại diện 15. Một cây dáng trực bay mình giao lưu với giá 170.000 bao phí ship. 170.000 miễn phí ship của chú anh chị. Cái giá này cô chú anh chị nào có săn rộng rộng của chú anh chị mua nguyên lô cũng được. Ủng hộ mình nguyên lô về trồng, sau này mình làm tai tán ra mình chơi cây bonsai rất là đẹp. 28. Chiều cao 28. 29. Cái cũ 29. 17. Cái thằng đại diện 17. Một cây dáng trực của chú anh chị, cây này mình giao lưu giá 170.000 bao phí ship. 170.000 miễn phí ship. Cô. Tiếp tục mã số 54. Hôm nay ngày lễ mình bán giá khuyến mãi của chú anh chị. Chiều cao nhiêu? 26. Chiều cao 26. 29. Cái cũ 29. 17. Cái thằng 17. Một cây dáng trực lùng lực mình giao lưu giá là 200.000 bao phí ship. 200.000 bao phí ship luôn cô chú anh chị. Tiếp tục là mã số 55. Hôm nay lễ mình bán giá khuyến mãi cô chú anh chị ủng hộ mình nha. 22. Chiều cao 22. 31. Cái cũ 31. 21. Cái thằng 21, thằng đại diện luôn anh. To đầy đủ luôn. Đại diện nha. 13. Thằng đại diện 13. Một cây dáng trực, cái cũ nó nằm lết rất là đẹp của chú anh chị ơi. Cây này giá 150.000 bao phí ship. 150.000 miễn phí ship của chú anh chị. Tiếp tục mã số 56. 56 một cây dáng trực siêu tầm trung. Cây này quá lớn quá già. Chiều cao 51. Cái cũ 12. 22. 22 hả? Cái cũ cái thằng vậy? Đó thằng ở trên chút rồi. Thằng vậy? Thân 18. Cây dáng trực của chú anh chị, cây này giao lưu giá 200.000 bao phí ship. Mã số 56 giá 200.000 bao phí ship. Tiếp tục mã số 57. 57 một cây dáng trực lùng lực. 24. Chiều cao 24. 26. Cái cũ 26. 14. Cái thân 14. Mã số 57 mình giao lưu giá 170.000 bao phí ship. Giá khuyến mãi của chú anh chị. Bao sống bao ship luôn nha cô chú anh chị. Lô này là lô chữ K nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào có chốt cây thì mình báo số cây và cái lô chữ K giùm mình nha cô chú anh chị. 48. Chiều cao 48. 33. Cái cũ 33. 18. Cái thằng 18 một cây dáng trực siêu phong hồi đầu. Cây dáng siêu phong hồi đầu rất là đẹp cô chú anh chị. Cây này giao lưu giá 200.000 bao phí ship.
giá 200.000 bao phí ship của chú anh chị. Tiếp tục mã số 59. 59 một cây dáng trực lùng lực. 23. Chiều cao 23. 28. Cái cổ 28. 17. Thân đại diện 17. Cây dáng trực lùng lực mình vô lưu với giá là 170.000 bao phí ship. Cây rất là đẹp, giá rất là rẻ. Giá khuyến mãi của chú anh chị. Giá này khuyến mãi cho cô chú anh chị vui chơi ủng hộ mình nha. Chiều cao 22. 29. Cái cũ 29. 17. Cái thân 17. Cây này là mã số 60, cũng là giá cuối cùng, cây cuối cùng của clip này luôn cô chú anh chị, clip chữ K nha. Cây này mình giao lưu giá 170.000 bao phí ship. Mã số 60 có giá 170.000 bao phí ship, bao sống bao ship của chú anh chị ơi. Cô chú anh chị yên tâm mình ha, mình bao sống bao ship của chú anh chị về cái trồng cây rất là dễ sống nè. Những cái cây mình bỏ vô trong chậu mình để trong mát về tưới nước thôi là nó sống rất là mạnh, rất là tốt của chú anh chị yên tâm ha. Mình bao sống bao ship của chú anh chị luôn. Cây nào mà cô chú anh chị mình trồng trong thời gian tầm khoảng cỡ 25 đến 30 ngày mà cây không có phát triển mọc mầm á, thì cô chú anh chị mình hãy chụp hình gửi Zalo cho mình sẽ đổi cho cô chú anh chị một cái cây khác để cô chú anh chị chơi ha. Mình phục vụ cho cô chú anh chị thì cô chú anh chị cứ yên tâm, không có mắc cây mà không có mắc tiền của chú anh chị ha. Chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ mình những clip vừa qua. Số điện thoại của mình là 0979 309 131, số đó cũng là số Zalo của mình luôn nha cô chú anh chị. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị. Chúc tất cả các cô chú anh chị trên toàn cả nước một ngày lễ thật là tràn đầy hạnh phúc và vui vẻ. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.